Kênh Thể Thao 1 chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu MMA hạng 56kg trong khuôn khổ sự kiện tranh cúp võ thuật tổng hợp MMA đầu tiên của Việt Nam năm 2021 giữa Phạm Văn Nam và Bùi Trường Sinh. Võ sĩ đang tiến đến lồng bát giác này là Phạm Văn Nam. Văn Nam sinh năm 1992, hiện đang là võ sĩ đầy triển vọng của Việt Nam Top Team. Trước khi đến với võ thuật thể thức MMA, Phạm Văn Nam là cao thủ nhu thuật Brazil và đã giành nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong đó có huy chương vàng Brazil Jiu-Jitsu các câu lạc bộ toàn quốc. Võ sĩ này là Bùi Trường Sinh, anh đang sinh hoạt tại Liên Phong MMA của ngôi sao võ thuật Johnny Chí Nguyễn. Tại Liên Phong, dưới sự dẫn dắt của quái vật da nâu Trần Quang Lộc, võ sĩ sinh năm 1998 này tiến bộ rất nhanh và hiện anh đã có 3 chiến thắng trên sàn MMA Việt Nam. Võ sĩ của Việt Nam Top Team hay tài năng của lò Johnny Chí Nguyễn sẽ giành chiến thắng. Mời quý vị đón xem toàn bộ diễn biến trận đấu này. Thank you.
Đặt chân một bên. Đừng cho làm nữa. One minute, one minute. Đã làm sự bất lợi hơn anh ơi. Play victim, look how the plot be twisting. You lost flavor when you kept on mixing. That boy stayed icy with something that left you colorblind. Mind your own, don't come for mine. That other stuff be borderline. I'm on a different time, yo. You better get your watch fixed before the talk tick. I'm the one that they acknowledge. I move on quicker than flight mileage. Y'all stay. Tăng nhịp lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
Circle, play the car, we puffin' purple. First time I got tipsy off the white like I was Virgil. Yeah, I grew up with my cousins on Herzl. Used to have a curfew, writing verses in my journal. Now it's ISO Universal. My niggas strapped like a girdle. Y'all moving slow like a turtle. Yeah, I songs and commercials. We don't need no rehearsals. Wifey instinct maternal. I know I kick gon' be verbal. They know our love is eternal. We keep on hopping these hurdles. Thank you, God, I'ma serve you. We don't even deserve you. Keep us from the internals. Grinding late, I'm nocturnal. Spitting fire infernal. You touching and it's gon' burn you. Driving now on Myrtle with my niggas doing burnouts. They know that it's our turnout. Let's see how this gon' turn out. Our blessings been confirmed now. That other shit you hear about don't concern us. You see the sound, don't disturb us. These other niggas is burgers, it's ISO. We came to turn up. Heard you, don't say nothing when I hit a curve. You sip my tea like it's herbal. Watch it come back full circle. Knew this life was eternal when I hopped over hurdles. ISO universal, you see me with my circle.